Cúc Loan. Ủa? Anh đi đâu vậy? Em đang đâu vậy? Em đi chợ. Sao em vừa mới đi ngang anh luôn, anh ở đây em thấy anh hả? Chắc em không để ý. Trời, sao đây anh nhìn em như người mất hồn vậy? Ủa, có chuyện gì sao? Em nói cho anh nghe được không? Không biết nói sao. Nói sao hả? Thôi vậy em ngồi xuống đây với anh nha. Lên đây đi, em nói chuyện cho anh nghe, cái gì kể cho anh nghe. Ngồi xuống em, dép anh ngồi. Ủa mà anh đi đâu mà ngồi đây vậy? Anh chiều nay đi qua nhà bác Năm sửa nhà. Bây giờ đang ngồi đợi ổng về nè. Vậy hả? Rồi, có chuyện gì nói cho anh nghe đi. Trời ơi, cứ ba uống hài à. Cái gì? Không em... còn thương cớ gì phải không em... gặp em. Anh em... không còn thương. Sao anh không nói tỏ tương được. Thấy... thấy khó chịu. Ờ, em ăn cái gì cũng ấu. Em có thèm gì không? Thèm xoài, thèm chua. Khỏe. Em có ai? Trời, có mà má biết được chết luôn á. Giờ sao? Thôi giờ em tính gì nha. Anh với em lên Sài Gòn đi. Lên đó anh sẽ kiếm việc làm, anh lo cho em. Chứ ở đây giờ công việc anh bấp bênh quá. Anh lo cho em còn không nổi nữa, không chi sau này em có em bé. Chứ đây hai đứa mình giờ chưa có cưới nhau. À. Trời ơi. Trời ơi bé đẹp ơi. Đó là bánh bèo này. Sao hù thấy tôi với bà? Trời ơi. Tôi cả gan quá. Còn một chuyện kinh thiên động địa luôn. Gì nữa? Chết rồi. Cái gì vậy bà ơi? Bà ngồi xuống đi, bà đừng có đi tới đi lui nữa. Tại sao hẹn ra bờ kênh? Người ta là phải hẹn ra bờ sông. Có hẹn đâu, tôi đi chợ về, anh Tuấn ngồi đây đợi bắt năm. Bây giờ bà có nghe gì không? Bà có nghe gì không? Không biết có nghe gì không, nhưng mà hiểu được cái câu chuyện rồi đó. Bà biết rồi hả? Trời, biết sao không biết. Biết bà... biết chắc luôn. Mà bà biết chuyện gì? Biết chuyện gì? Đơn giản thôi. Nè bây giờ tôi cho bà tự nói nè, tôi không cần nói. Bà nói trước đi. Biết chuyện gì bà nói, bà nói đại đi. Bà làm hai bà tôi hồi hộp đi. Quá tôi mày... đâu có chuyện gì đâu. Bây giờ tôi... nè bây giờ mình nói nha. Nhìn mặt này Trang, nhìn mặt này Trang rồi. Tôi không nói ở đây. Tôi gặp bác Tư tôi nói. Thôi. Vừa gặp bác Tư nói đây. Ừ thì gặp. Mày giết tôi hả? Có gì đâu giết. Đơn giản chuyện bình thường thôi. Bây giờ có gì đâu. Thì bây giờ không cần phải nói đây. Gặp bác Tư nói là chuyện bình thường. Bà muốn mẹ tôi giết tôi hả? Có gì đâu giết. Thì bây giờ cái chuyện quá đơn giản. Xử lý quá đơn giản. Cứ việc ha, nói thẳng với bác Tư đi. Trời ơi. Không được thì ok, còn được thôi, chuyện bình thường. Giờ hai đứa tôi chưa có lấy nhau. Chưa nào biết được hai đứa tôi bỏ xứ mà đi đó. Ờ ha. Hai người chưa lấy nhau. Bây giờ tính sao ta? Có cách nào không? Trời, gặp tôi là tôi nói rồi. Chuyện quá đơn giản. Cách nào không? Gì? Thôi, đang buồn nè, đang rầu muốn chết. Bà Tư tới. Thôi đừng có giỡn nữa mà. Bà Tư tới thiệt. Đang rầu. Đâu có cứ vậy hoài, bây giờ tao đang rầu. Chết rồi, mẹ tới. Chết, mẹ tới. Sao? Làm sao đây? Tính sao? Bây giờ tính sao hả? Tính sao? Bây giờ như vậy đi. Hai người trốn lên Sài Gòn. Ha. Bác Tư để ở đây cho chế lo. Được không? Trời, vẫn hoài. Chỗ chế chăm sóc bác Tư là khỏi phải chê luôn. Bây giờ bà giấu cho tôi nha. Tiền bây đâu giờ... đi, tiền đâu mà đi. Bây giờ không có tiền đâu. Anh còn chiếc nhẫn, cái cổ hồng môn. Bây giờ mình bán chiếc nhẫn này, anh em trốn Sài Gòn. Đó. Trời ơi, hay quá. Bây giờ bà lo, bà kiếm cách bà nói với bác Tư cho tôi. Chuyện này tôi lo. Lo. Bé
trời có chút xíu mà mày đi lầy cả buổi trời. Dạ. Mà sao hai đứa bay còn đứng đây vậy? Bé Tư ạ. Bé Tư, trời ơi, bé Tư vậy thật trời, con nói vậy thì bé Tư biết sao mà con bé Tư kêu con đi kiếm ốc lòng. Con đi kiếm hổng có. Trời ơi, con kiếm cái một hồi nữa trên đường đi con gặp anh Hai Bần. Sao có Hai Bần nữa hả? Không, gặp anh Hai Bần trên đường đi. Thế là con với Hai Bần tung tăng đi kiếm. Mệt quá trời mệt luôn. Mệt kiếm một hồi nữa con gặp ốc lòng ở đây. Trời ơi, ốc lòng nữa hả? Ốc lòng. Dạ. Mày dặn rồi. Đã tôi nói rồi, cậu là cái người là không cha không mẹ nè, và không nghề nghiệp á, làm gì nuôi bỏ con tôi chứ. Dạ con. Bác Tư ơi, dạ con hứa con sẽ lo cho Út Lon. Tình yêu của hai đứa con là thật lòng. Bác đừng cấm cản tình yêu của con nhé. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Đi về lo cho mẹ đi. Về nấu cơm cho mẹ ăn đi. Đi về đi. Bên luôn con gái lứa đi về. Ở đây chị. Sao bà lẻ quá vậy? Thì đi về đi. Đi về đi. Cái chuyện này có thu lo ở đây. Cứ đi về. Con gái con đứa buồn chưa chợt chưa chồng ngồi đây người ta diễn nghĩ sao nè, tôi nè hay chưa có chồng cho nên không có ai mà diễn nghĩ. Anh ơi, ở đây em thấy cần tuyển nhân viên phục vụ của anh. Cho em hỏi đây mình đủ người chưa cho em xin việc làm được không anh? Còn anh để tôi dắt anh vô gặp anh chủ. Rồi, cảm ơn anh. Chị ơi, con này sao? Nhớ rồi, ok em. Chào chị. Chào em. Mời em ngồi. Em tới đây xin việc làm hả? Dạ, em thấy bài trước của mình có để cái bảng tuyển nhân viên á. Chị có thể nào sắp xếp cho em một công việc ở đây được không chị? Em từng làm ở đâu chưa? Dạ, em ở dưới quê mới lên thì em chưa có biết gì hết. Thì chị giùm em giúp nha. Ở đây mình chỉ cần phục vụ thôi, anh có thể làm được không? Dạ được chị. Rồi, vậy mình bắt đầu những công việc từ bữa nay luôn nha. Dạ, vậy quá tốt, vậy cảm ơn chị. Rồi, ok anh, dạ rồi. Đức ơi. Dạ, chị Hiền kêu em. Anh Tính ơi. Dạ. Hình như là anh cũng làm ở đây hơn một tháng rồi đúng không? Dạ, em làm đây được một tháng rồi chị. Kêu bằng chị hoài, thôi kêu bằng em được không? Dạ, em không dám. Thôi, kêu bằng em đi mà. Em định là sẽ cho anh làm quản lý ở đây, anh đồng ý không? Dạ, vậy được thì em rất là vui chị. Đây là tiền thưởng của anh trong tháng này. Nhận giùm em đi cho em vui. Tháng này có làm gì đâu mà chị thưởng cho em. Thôi, nhận giùm em đi mà. Thôi, em ngại lắm chị. Thôi nè. Nhận nhiều Hiền đi. Anh cảm ơn em. Tối nay 7 giờ anh rảnh không? 7 giờ hả? 7 giờ tối nay anh rảnh. Anh qua bàn công việc quản lý quán được không anh? Vậy thì vinh hạnh cho anh quá. Vậy anh cảm ơn em chứ. Em nè. Sao anh? Cảm ơn em thời gian qua đã lo lắng cho anh. Có gì đâu. Anh định chừng nào dẫn em về quê ra Bắc Mama? Anh để từ từ đi, để anh sắp xếp. Một thời gian nữa sẽ dắt em về quê. Em muốn liền à. Mình quen nhau cũng lâu rồi chứ bộ. Thì để từ từ đi em. Từ từ đi, anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em về ra mắt ba mẹ của anh. Bây giờ mình đi ăn lên ha. Bây giờ mình đi ăn đi. Chị. Mấy xe anh chị. 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 Chị
Trời, chút sao cũng thép vào mà keo. Tâm chân tình em bỏ gia đình để được nên duyên. Xưa kia nghèo khó nhưng vui, anh lo tận tao sớm hôm nhọc nhằn. Ai đâu biết được chứ ngờ giàu sang anh ơi. Không có chuyện gì mà nặng đâu em. Thì ở đây em cứ trông coi khách hàng giùm chị nha. Mà em không biết gì hết. Thì để chị giúp cho em nha. Em yên tâm về cái điều đó. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi uống đi em, uống đi. Cảm ơn chị. We'll be right back.
dạ chị, à, sau thời gian á chị thấy em quản lý được cái thẩm mỹ viện của chị á rất là tốt, nên chị cũng rất là vui. Và bây giờ á chị sẽ giao lại cho em cái thẩm mỹ viện này và chị đi định cư tại Mỹ, nên bây giờ chị giao lại cho em cái thẩm mỹ viện này nha. Nhờ em chăm sóc và lo giúp chị cái phần này nha. Dạ như vậy. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Có gì đâu em, chị em mình thôi mà. Lon, anh nè. Anh là ai vậy? Tôi không quen anh. Sao em đối xử với anh như vậy? Tôi không biết anh. Anh đi đi. Anh biết anh sai rồi. Em có thể nào cho anh cơ hội quay trở lại với em và con được không? Anh nhớ hai mẹ con em nhiều lắm. Con nào? Con của hai đứa mình. Làm gì có. Nó chỉ là con của riêng tôi, không liên quan gì đến anh. Anh hiểu chưa? Nếu em không còn thương anh, sao em lại giữ kỷ niệm của hai chúng ta? Kỷ niệm nào? À, anh muốn nói đến món đồ này hả? Chị tôi trả cho anh nha. Tôi trả anh đó. Đây là nhà của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh đi về đi. Sông nào đục thương anh cả tấm chân tình, em bỏ gia đình để được nên duyên. Xưa kia nghèo khó nhưng vui, anh lo tận tao sớm ôi